Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hội tụ gió trên mực 5.000m vẫn còn duy trì, nên thời tiết trong ngày chủ nhật cuối tuần với người dân miền Bắc vẫn tương đối dịu mát. Một số nơi ở vùng núi, nơi quá trình hội tụ gió xảy ra mạnh mẽ nhất thì vẫn có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Như tại thủ đô Hà Nội, đã mấy ngày nay nhiệt độ chỉ giữ nguyên ở khoảng 32 cho đến 33 độ. Và ngày hôm nay, mức nhiệt cao nhất nhỉnh hơn một chút nhưng cũng chỉ quanh ngưỡng 32 cho đến 34 độ, không quá oi nóng, sẽ giúp cho các hoạt động nghỉ ngơi cuối tuần của quý vị được thuận lợi hơn. Những khu vực khác tại miền Bắc, nhiệt độ cũng khá tương đồng với thủ đô Hà Nội. Thời điểm trưa chiều, trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ trong khoảng 32 đến 34 độ. Một số nơi ở vùng núi mức nhiệt thấp hơn một đôi chút. Mưa xuất hiện rải rác và tập trung nhiều hơn ở vùng núi vào chiều tối và đêm. Người dân nơi đây cần chú ý khi có việc phải di chuyển ở ngoài trời trong những thời điểm này. Với các tỉnh Trung Bộ, sớm nay mưa vẫn có thể xuất hiện tại một số tỉnh thuộc phía Bắc như là Thanh Hóa hay Nghệ An. Tuy nhiên, mưa sẽ giảm nhanh và từ hôm nay, nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại tại các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, đặc biệt là tại khu vực vùng núi thuộc Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhiệt độ cao nhất đạt trong khoảng là từ 35 cho đến 37 độ, riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây có thể còn trên 38 độ. Còn với khu vực Nam Trung Bộ, vào ban ngày có nắng vừa phải với nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở mức 33 đến 35 độ. Và chiều tối, mưa dông có thể xuất hiện tại một vài tỉnh phía Nam như là Ninh Thuận hay Bình Thuận sẽ phần nào giảm bớt không khí oi bức của ban ngày. Xuôi về phương Nam, với các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa sẽ khoảng 31 đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ và ở mức 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên. Từ chiều tối nay, mưa tại khu vực này có xu hướng giảm dần về cường độ so với những ngày trước và chỉ còn xuất hiện rải rác trong thời gian ngắn. Tuy vậy, người dân vẫn cần phải đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Mưa tại các vùng biển phía Nam trong những ngày qua sẽ có xu hướng giảm dần về cường độ trong hôm nay, chỉ còn xuất hiện rải rác vào chiều tối. Còn với khu vực Bắc và giữa Biển Đông, thời tiết tạnh ráo và tầm nhìn thoáng tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Thưa quý vị, khu vực tỉnh Bắc Giang thuộc Biển Bắc sở hữu khá nhiều không gian xanh xinh đẹp, vừa giúp quý vị tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ, thiên nhiên hoang sơ. Trong đó, khu bảo tồn Tây Yên Tử là khu rừng tự nhiên tập trung lớn nhất của tỉnh Bắc Giang, nổi tiếng với hệ động thực vật đa dạng, phong phú, còn khá nguyên vẹn, hoang sơ. Trong hành trình khám phá Tây Yên Tử, du khách sẽ tìm thấy các điểm đến thú vị như khu thắng tích Am Vãi, khu thắng tích Suối Mỡ, Hồ Bấc, khu thắng tích Huyền Sơn, khu di tích Khám Lạc, khu di tích Hòn Tháp, Yên Mã. Đến với rừng nguyên sinh Khe Rỗ thuộc xã An Lạc, huyện Sơn Động, nơi đây cũng là một trong những điểm đến xanh mát dành cho du khách khám phá về quần thể sinh vật và hệ thống rừng nguyên sinh tiêu biểu. Bên cạnh việc tìm hiểu các loài động thực vật thì quý vị còn có dịp giao lưu với đồng bào dân tộc Dao sống ở bản Bắc Ruốc và Khe Zin quanh khu bảo tồn này. Cách thành phố Bắc Giang hơn 15 km, núi Rành cũng thu hút đông đảo du khách yêu thiên nhiên bởi không gian nơi đây được phủ lấp bởi những rừng thông, keo, bạch đàn có độ tuổi trên chục năm, tỏa bóng mát. Không chỉ vãn cảnh thiên nhiên xinh đẹp mà du khách còn có thể kết hợp các hoạt động tâm linh trong hành trình của mình như là thăm viếng quần thể đền Trình, đền Hạ, đền Thượng, chùa Không Bụt hay là đình Vườn. Thời tiết Bắc Giang trong 3 ngày tới hầu hết ít mưa, nhiệt độ tăng dần nhưng không có nắng nóng nên vẫn ủng hộ cho các hành trình khám phá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa vùng miền của quý vị. Không riêng gì Bắc Giang mà các tỉnh đồng bằng và trung du khác ở Bắc Bộ trong những ngày tới cũng có nhiệt độ tăng dần. Ngày trời nắng, một số nơi có nắng nóng nhẹ. Riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình trong ngày 7 tháng 7 có nắng nóng gay gắt. Trên khu vực này, trời chỉ còn có mưa nhỏ ở một vài nơi. Còn các tỉnh khu vực miền núi thì thời tiết có mưa rào và dông rải rác, hầu hết xảy ra về chiều tối và đêm. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, ban ngày trời vẫn có nắng. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên, thời tiết nắng nóng diện rộng xuất hiện trở lại và gia tăng nhanh chóng về cường độ. Cho đến ngày 7 tháng 7 thì một vài nơi có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thể lên đến trên 39 độ. Chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Mưa dông đến sau khoảng thời gian nắng nóng sẽ dễ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh nên quý vị lưu ý đề phòng. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trong 3 ngày tới đây cũng chỉ có mưa rào và dông vài nơi vào lúc chiều tối, nhưng thời tiết có phần dễ chịu hơn.
Nhiệt độ ngày đêm tại đây dao động từ 26 đến 34 độ. Trời nắng nhiều nhưng không quá nóng, rất thích hợp cho các hoạt động du lịch biển và mọi hoạt động ngoài trời. Các tỉnh vùng cao Tây Nguyên trong 3 ngày tới có thời tiết khá thuận lợi cho du lịch. Do ban ngày trời nắng nhiều và kéo dài từ sáng sớm đến chiều. Nhiệt độ cao nhất ngày ở dưới ngưỡng 34 độ. Mưa rào rải rác chủ yếu tập trung vào lúc chiều tối và đêm. Sau những ngày mưa nhiều thì sông suối tại Tây Nguyên vẫn còn đầy ắp nước, nên nếu du khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng rất nhiều những dòng thác lớn, nhỏ, rất đa dạng đang tuôn trào. Đây có thể nói là một trong những cảnh đẹp đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. Còn đối với các tỉnh thành Nam Bộ, trong 72 giờ tới, mưa rào và dông chỉ còn xảy ra chủ yếu vào lúc chiều tối với diện rải rác. Riêng ngày 6 tháng 7, khả năng mưa sớm và có mưa vừa mưa to ở một vài nơi. Ban ngày trời nắng nhiều, nhưng từ trưa đã bắt đầu có mây nên thời tiết khá râm mát, dễ chịu và thích hợp cho mọi hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ ngày đêm phổ biến trong khoảng là 23 đến 34 độ. Theo nhận định, khả năng thời tiết ít mưa sẽ còn kéo dài trong khoảng vài ngày nữa trước khi có một đợt mưa diện rộng tiếp theo. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.